Hôm nay Nhân Đức tiếp tục làm chương trình ký sự cho các cụ. Những công đoạn này Nhân Đức từng nói rằng quan trọng lắm quý vị. Tại vì các cụ ở đây chuyên niệm Phật nên khi cuối cuộc đời của các cụ ra đi đặc biệt á, thì nhờ những chương trình ký sự này là những cái dữ liệu để sau này các cụ để ra cho hậu thế về sau khi người ta coi, các tự nhiên tăng tính tâm tính nguyện niệm Phật theo các cụ. Cái người niệm Phật của mình thấy là đơn giản, có khi mình không có học thức hay là lanh lẹ gì đâu, nhưng mà mình để là một cái của báo quý giá nhất là câu A Di Đà Phật. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói một câu: quý vị thấy một cái người già, nghèo, thiếu học, khù khờ biết niệm Phật, vì gặp người đó niệm Phật, quý vị nên cúng dường người đó. Tại vì sao? Vì người đó sẽ là vị Phật, sẽ thành niệm Phật, sẽ thành Phật, thấy không? Nên chúng ta gặp những người niệm Phật quý lắm. 10 công đức niệm Phật có một câu: người niệm Phật sẽ được chờ người cung kính. Tại vì sao? Vì niệm Phật thành Phật mà. Cái duyên phước người niệm Phật lớn lắm, phải nhớ. Nên những chương trình ký sự này, một là gia đình các cụ khắp nơi được coi, cha mẹ của mình khỏe mạnh và có tâm quyết niệm Phật vãng sanh. Hai là sau này các cụ mất đi thì để lại những ký sự này cho con cháu người thân nhìn được ông bà cha mẹ mình ngày xưa biết tu, biết niệm Phật. Dù sau này tuổi già hay là có khi trong cuộc đời của mình mà gặp những cái sự biến chuyển gì mà khổ đau không biết muốn biết vào đâu, thì nhớ tới ông bà cha mẹ biết tu biết niệm Phật mà mình học theo mà mình tu hành. Rồi khắp nơi nơi các cụ già được coi, thì nhìn các cụ già đây niệm Phật khỏe vui, thì các cụ đó ở khắp nơi nơi coi niệm Phật theo. Vì cả cuộc đời chúng ta vì chồng vì con vì gia đình nhiều quá, bây giờ tới tuổi già này mà nếu mình không gặp Phật pháp thì cái như cuộc đời của mình sống một đời này vô nghĩa quá. Khi chết không biết đi về đâu, phần nhiều là đọa tam đồ ác đạo. Bây giờ nên tất cả các cụ khắp nơi coi được những công đoạn này nên cố gắng niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi cứ niệm A Di Đà Phật. Bệnh đau có ghen như ngày xưa nữa, mà bây giờ mình cứ bệnh đau mình nằm đó mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm đi, nhớ Phật đi là có sự chuyển hóa đặc biệt tốt đẹp lắm nha. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi con? A Di Đà Phật, con thưa thầy, con năm nay 51 tuổi thầy. 51? Dạ. Đây là cô Liên Thị. Lúc trước chú chồng cổ ở đây cũng niệm Phật và được hộ niệm mắt rất là tốt. Lúc trước có một cái đĩa làm, chú cũng ra đi được trong chùa, rất là tốt. Rồi có hai người con, thầy Nhận Thịnh là con cô Liên Thị này, rồi thêm nữa một cái chú nhỏ con cô, có hai thằng con trai đều tu hành hết, cô cũng ở đây tu luôn, có nghĩa là cả gia đình đều gặp tịnh độ và ở đây tu. Cái duyên chú thì với Nhận Đức giống như anh em thân vô cùng, chú rất quý Nhận. Tuy gặp Phật pháp không biết bao nhiêu gì Phật pháp, nhưng mà những đứa khuyên chú niệm Phật là chú tin, chú chịu niệm Phật. Chú Hùng ngày xưa là chú niệm Phật là giống như là
gây dựng lòng tin ngay câu Phật hiệu. Nhưng mà cuối cuộc đời của chú được lợi ích rất là lớn. Nên giờ cô Liên Thị ở đây, mình cũng tiếp nói mình phải niệm Phật câu Phật hiệu cho tới cùng, để cuối cuộc đời của mình phải về cực lạc. Cô bây giờ tu hành niệm Phật, cái tâm niệm của cô là mục tiêu niệm Phật là mình phải đi về đâu? À, giờ Phật, con thưa thầy, con từ đợt con biết về Phật pháp mà đến bây giờ thì con thấy là so với trước con ở ngoài thì con cũng vất vả lắm thầy. Thầy, bây giờ con cả gia đình con được gặp Phật pháp mà lại nhất là lại được gặp được thầy, mà bốn người lại học thầy, nên là con rất là mừng. Và niệm Phật, từ đợt con niệm Phật đến giờ thân tâm con rất là vui vẻ và an lạc và không có nghĩ ngợi gì cả. Chứ còn nếu mà không ở, nếu mà con mà không biết Phật pháp ấy, mà bây giờ mà chú ấy ra đi rồi mà một mình con gánh nặng hai người con bây giờ thì con thấy rất là vất vả. Nên là con đây con cũng rất là cảm ơn thầy, thầy đã lo lắng cho gia đình nhà con và tất cả quý thầy và toàn thể đại chúng, và đã niệm Phật và đưa tiễn cho nhà con về cực lạc. Nên là con chân thành cảm ơn thầy. Đời này thì con cũng thấy chú niệm Phật ra đi rất là thù thắng, nên là con cũng lấy cái đấy làm cái gương, con cũng học theo, nghe lời thầy, con cũng quyết định niệm Phật. Một đời này phải quyết định phải vãng sanh, mới vãng sanh thì mới cứu được cửu huyền thất tổ và gia đình và người thân. Chứ nếu mà mình mà cứ thương họ mà nghĩ đến họ thì công phu của mình bị giảm. Nên là con cũng nhắn nhở mọi người là ta bây giờ nắm bắt được, biết được câu A Di Đà Phật này rất là tốt. Nên là quyết tâm chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Cứ niệm Phật hàng ngày, rảnh lúc nào là con niệm Phật lúc đấy, chứ con không để thời gian lúc nào cũng bấm số A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con thấy câu A Di Đà Phật này rất là vi diệu, nên là con quyết tâm quyết chí một đời này phải quyết định phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mới trả ơn được cho hòa thượng và tất cả quý thầy và tất cả chúng sinh đã cúng dường và nuôi con để con tu học. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Nên là tuy mình nói không có bao nhiêu, nhưng mà đây là những lời mà có tâm huyết quý vị. Như tôi thấy cô Liên Thị ở đây, cô rất siêng niệm Phật. Mỗi ngày cô lên tu bốn thờ và cứ gánh cái niệm Phật tới cùng. Còn cơ thể con người, mỗi người ai mà không có bệnh, nhưng bệnh thì bệnh, niệm Phật là niệm Phật. Nhờ cái bệnh đau mà nó nhắc nhở chúng ta phải tu. Muốn hết bệnh đau luôn phải được cái thang ở thế giới cực lạc, là thang kim cang bát ngoại, 32 túi tốt, 80 vẻ đẹp, thì gan Đức Phật A Di Đà không già, không bệnh, không chết. Còn ở cái cõi này bất cứ ai cũng sẽ bệnh. Theo cái định luật vô thường, ai cũng già, bệnh và ai cũng chết. Nên tất cả hàng Phật tử phải nhớ là phải gây dựng tín nguyện. Thí dụ như một người, người ta niệm Phật, người ta có cái hương vị an lạc, niềm vui. Ví dụ như cô Liên Thị, cô có sự an lạc, có niềm vui, nên cô nói rất là mạnh về cái niệm Phật. Như những đức nói chuyện rất là mạnh vì niệm Phật. Tại vì sao? Vì những đức có được niềm vui niệm Phật và có một cái cảm giác khi mình biết được pháp môn tịnh độ này quá thù thắng. Nên từ nơi đó mà mình sẽ mạnh dạn đời này phải giảng sanh. Phải nhớ rằng chúng ta có thể xa người thân mình nhất thời, mà chúng ta giúp người thân mình đời đời. Có khi gia đình mình tu hành trong đây làm gì, nhưng mà gia đình dòng họ có khi một ngày nào có những người, người ta gặp sự cố gì mà người ta không biết nương tựa vào đâu, thì cái điểm nương tựa đặc biệt nhất của họ là nương tựa vào Phật pháp. Mà nhờ cái duyên người thân ở trong chùa mà họ nương tựa Phật pháp. Thí dụ như gia đình của Liên Sa, rồi mẹ của Liên Sa mắc, gia đình của thầy Nhuận Phát, mẹ thầy Nhuận Phát mắc trong chùa, toàn là do cái nhân duyên người thân trong chùa tu mà dòng họ lâu lâu đến chùa bị ảnh hưởng. Ví dụ như đây gia đình của Liên Kim đồ này kia, đồ mẹ ở đây nên cha đồ anh rồi lâu lâu cũng đi vào chùa thăm mình, nên mình á gầy dựng được ở trong ngôi Tam Bảo, hoặc là ở nhà thì gầy dựng cái chuyện niệm Phật, thì tức khắc thế nào mình cũng giúp được người thân mình. Nhưng mà cái quan trọng vô cùng, mình là người tu phải an lạc, phải vui.
thì ta nhìn mình tự nhiên ta muốn tu ha. Nên là nguyện Tam Bảo gia hộ cho cô giữ cái tâm nguyện này cho mạnh. Dạ. Quyết chí đời này phải về thế giới Cực Lạc. Dạ. Thì như cô nói là trả ơn cho Hòa Thượng, trả ơn cho quý thầy đại chúng lo cho mình và tất cả chúng sanh chỉ có niệm Phật giảng sanh. Dạ. Thì bây giờ cái ơn của Phật á, gia hộ hộ trì cho mình mà cả gia đình biết tu. Dạ. Chứ nếu như chú không mắc rồi mà giờ cô mà con cái không biết tu nữa, nó nói gánh vác cũng khổ lắm cô. Dạ. Không giỡn đâu. Mà cô thấy ngoài đời ngày xưa mình cũng khổ vô cùng đúng không? Dạ. Quá nó quá nhiều cái khổ mà. Dạ. Nên từ nó lo lắng đủ chuyện khổ, rồi chồng bệnh hoạn đau đớn cũng khổ đúng không? Dạ. Rồi con kia mình nói nó không nghe cũng khổ. Dạ. Bây giờ cô vô đây cô thấy rằng là mỗi ngày niệm Phật không vui vẻ tự tại vô cùng đúng không? Dạ. Mặt mày sáng sủa nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ thăng bằng quyến thuộc dòng họ coi được công đoạn này thấy rõ ràng đó. Dạ. Rồi sung sướng mà mỗi ngày chỉ có niệm Phật thôi, rồi mình khỏi cần bận tâm lo âu gì chứ. Dạ. Đó là cái phước duyên của người niệm Phật đó cô. Dạ. Chứ thế gian hiện tại hiếm có được cái phước duyên này lắm. Dạ. Ha. Dạ. Nên cô dạ. phải cố gắng cô niệm Phật tới cùng, mà niệm vài câu Phật hiệu kết duyên. Dạ. Cô bấm số niệm Phật sao cô niệm vài câu kết duyên chúng sanh. Dạ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cười cách duyên nghe chúng sanh nghe. Họ nhờ đi niệm Phật mới cười nổi gì nè. Dạ. Chứ gặp mà nó thật sự nghe. Với tuổi của cô mà cô thấy cũng còn trẻ mà cái dạ. cái lúc mấy năm trước mà chú mắt mà gặp mà mình không ở trong chùa có khi cuộc đời ngoài đời nó cũng lang bang á, không vậy dạ. kia. Con cười nhiều lắm thầy. Tại vì dạ. nó cũng còn trẻ cô. Dạ. Nên có khi lo cho con cái cực quá khổ quá cô. Dạ. Nên gặp lụ đạn đến tìm không phải giỡn đâu. Khổ lắm. Nhờ dạ. trong chùa tu phải không? Đúng rồi đấy. Bây giờ bình yên dạ. luôn, bây giờ từ bây giờ dạ. là mình nắm chắc câu Phật hiệu. Rồi con quyết chí thầy ạ. Đúng quyết rồi. Chí một đời này con phải vãng sanh về Cực Lạc thầy. Đúng rồi. Dạ, chứ không thể dòng do tâm quốc nữa đúng không? Dạ, đúng với rồi. Thêm cái nữa bây giờ con cái lớn hết rồi. Dạ. Tự họ lo cố gắng tu. Dạ. Chỉ cần cô tu, cô là cái gốc, cô tu tốt thì tức khắc cái cành lá thân kia sẽ tốt. Dạ. Còn nếu như cái gốc mà nó không tốt là thua. Nên dạ. tất cả những người chúng ta mà khi gặp Phật pháp á, chúng ta là người nghe đạo, chúng ta tu thì chúng ta là cái gốc. Dạ. Nếu chính bản thân mình mà không an lạc, không tu cho tốt, hoặc là mình không nhìn thấu buông xuống cái tình cảm thế gian thì làm sao mình giúp được người thế gian. Đúng rồi thầy. Thấy không? Dạ. Mình phải buông xuống cái tình cảm thế gian thì mình mới giúp thế gian. Dạ. Tâm mình mới rộng lớn. Ví dụ như bây giờ mình rộng lớn, mình bao trùm con người ta ở trong cái tâm mình thì mình mới giúp người ta. Dạ. Còn bây giờ mình đem cái tâm mình mà cấy vào cái tâm của con người không tu, vậy làm sao mình giúp người ta. Đúng không? Dạ. Nên gọi là tạm thời xa nhau nhất thời. Dạ. Nhưng giúp nhau đời đời vẫn hay hơn là ở bên nhau thời gian ngắn nhưng mà xa nhau đời đời và đọa lạc trầm luân ha. Đúng rồi thầy. Cô dạ. cố gắng niệm Phật nha. Dạ. Chúc cô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật. À bà cụ này bao nhiêu tuổi rồi cụ? Cảm ơn thầy. Thầy hỏi con năm nay là con 86 ạ. À 86 tuổi ha. Vâng. Vì thấy 86 tuổi mà thấy gương mặt mày thấy cũng sáng sủa đặc biệt ha. Vâng, nói với thầy là bây giờ là con thì chữ nghĩa không biết. Hai nữa là bây giờ thì là con thấy cảm ơn thầy. Thầy nhắc nhở con nghe thấy là con niệm Phật thì bây giờ là con cảm ơn thầy là bây giờ là bố mẹ con thì mất sớm. Ừ. Con mới bố mẹ mất thì con mới lên 4 tuổi thì bố mẹ bây giờ con đi ở thì họ không cho con đi học nên con không biết chữ. Bây giờ biết niệm Phật là được rồi, vâng. đúng không? À, thì chứ niệm câu ai Phật thôi. Vâng. Bây giờ học nhiều chi, thấy không? Vâng. Như những đức mất mẹ mà lúc nhà đức 6 tuổi nè. Vâng. Rồi bây giờ 29 tuổi gặp tịnh độ niệm Phật có đường gì nè. Vâng. Bây giờ bà tuổi già mà bà gặp được tịnh độ bà biết niệm Phật là quý lắm rồi đúng không? Vâng. Nên bây giờ bà ở đây bà niệm Phật bà vui không? Vâng, vui lắm mà thầy ạ. Bây giờ bà quyết tâm bà niệm Phật bà đi về đâu? Vâng. Bây giờ là con cảm ơn thầy là con niệm Phật đi Cực Lạc ạ. À đúng rồi. Niệm Phật đi về thế giới Cực Lạc. Đấy vậy không? 4 tuổi mất mẹ, thấy không? Bây giờ tới tuổi già này 80 mấy tuổi, bây giờ biết niệm Phật ở trong chùa, không có đi học, biết niệm A Di Đà Phật không à? Có nghĩa là bao nhiêu con người mà không biết chữ này trong những câu chuyện giảng sanh là thành tựu rất là lớn. Tại vì chúng ta ở cái cõi đời này cái sở học mình không thông. Nên bây giờ mình cần niệm có vật hiệu để nương một bổ nguyện để cầu sanh Cực Lạc thôi. Chứ cái sở học này không thông nổi à.
có những người học rộng hiểu nhiều. Ấn Độ nghe nói tôi đi khắp nơi tôi gặp có những người vỗ ngực xưng tên cho rằng mình thông tâm thông giáo, nhưng khi mà cặn tới nghiệp chết thì miệng gọi cha kêu mẹ, tay chân cuốn cuồng, còn thua một bà già chưa đầy đủ tín nguyện niệm Phật. Thì quý vị biết câu Phật hiệu thù thắng cái nào chưa? Muốn hết khổ thì phải niệm Phật, muốn có niềm vui thì phải nhớ Phật, muốn đời này giải thoát thì phải niệm A Di Đà Phật. Nghe không? Vâng. Nên bây giờ bà cụ được cái duyên ở trong chùa á, bà cố gắng bà niệm Phật cho tới cùng. Mỗi ngày á, bà bấm số niệm Phật sao bà bấm cho đại chúng coi, cầm máy kìa, cái máy kìa, đây nè, cái máy cổ nè. Đây, bà bấm sao đâu bà niệm cho đại chúng coi coi. A Di Đà Phật. Bấm coi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ờ, cười coi, cách duyên coi. Cười coi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Nó bao nhiêu đó thôi, lấy vé rồi nè, chứ không có giỡn đâu. Lấy vốn ngon lành đó, tại vì sao? Bao nhiêu công đoạn đó thôi. Quý vị biết rằng có nhiều người ta niệm Phật giảng sanh á, khi cuối cuộc đời của người ta ra đi, thính chúng nhờ để lại câu cho đời. Thì họ để câu rất là gọn, ví dụ như đại sư Liên Trì, vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, khi ngài ra đi, ngài để lên câu cho đời là chân thành niệm Phật, khuyên thính chúng chân thành niệm Phật. Còn có một vị niệm Phật giảng sanh không biết chữ gì hết, người ta nói có nhiều người giảng sanh để lại bài kệ, thì ông nói rằng ông đâu biết chữ, không biết viết kệ gì hết, nhưng ông để lại một câu gì: người thật sự tu hành muốn sanh về thế giới cực lạc thì phải nắm chắc câu Phật hiệu. Thật hay giả trong cuộc đời, khi cuối cuộc đời sẽ biết. Còn hiện tại mỗi ngày tu nên cố gắng niệm Phật. Còn thật hay giả là cái quyết định khi cuối đời. Không? Nghĩa là ông nói câu rất là gọn, khuyên mình là cứ chân thật niệm Phật đi. Thật giả gì cuối đời mình sẽ biết. Với cái đặc biệt của vô cùng là chúng ta mỗi ngày chúng ta sống an lạc nè. Thấy không? An lạc là sống vui. Đó. Nên á, bà cụ ở đây bây giờ á, bà thành tâm bà niệm Phật rồi bà mới giúp cho con cháu của bà cụ được, phải không? Nó nên á, tám mấy tuổi mà thấy mặt bài sáng sủa vậy, thấy không? Nó, rồi ở đây mỗi ngày sống vui vẻ, sống thoải mái mà, đúng không? Nhà nước lo đầy đủ rồi, đúng không? Vâng, A Di Đà Phật, đúng, nhà nước lo đầy đủ, không còn thiếu cái gì. Nhà nước lo. Cả nhà nước lo cũng tốt. Cả nhà nước quy lại thầy. Được. Bây giờ thì con thì nói thật đi thầy, là con thì vừa điếc nữa mà lại vừa không biết chữ. Hai nữa là nếu mà ai mà nói bình tĩnh thì con nghe thấy, mà nếu mà nói ổn thì là con không hiểu nữa. Vâng. Rồi bây giờ bà cứ thành tâm niệm Phật thôi nha. Vâng. Nói vậy là hiểu, đúng không? Vâng. Rồi cứ cố gắng niệm Phật để cầu sanh cực lạc thôi nha. A Di Đà Phật. Rồi sau này ra đi để lại cái duyên người niệm Phật giảng sanh. Những công đoạn này khắp nơi người ta coi. Vâng. Rồi người ta nghe bà niệm Phật rồi nở nụ cười. Ý nói là người niệm Phật thì vui vẻ, mà vui vẻ thì niệm Phật. Nghe không? Và cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là gì? Niềm vui. Vâng. Nghe không? Rồi bà ngồi đi, ngồi im đi đi. Ngồi im đây nghe. Còn nữa. Bà cụ hôm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? A Di Đà Phật, con bạch với thầy, năm nay con 72. 72? Dạ, A Di Đà Phật. Bà cụ 72 tuổi, bà niệm Phật thấy vui không? Con cảm ơn thượng tọa mấy này, các thầy mấy các cô các chú ở đây như thế là con cảm thấy vui lắm ạ. Niệm Phật rất là vui nha. Rồi mục tiêu bà niệm Phật là muốn đi về đâu? Con muốn về cực lạc Tây Phương, cực lạc vãng sanh. Muốn về Tây Phương cực lạc, quyết tâm nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ cuộc đời mình mấy chục năm cuộc đời ở thế gian cái gì cũng biết hết rồi. A Di Đà Phật. Nếu để lên bằng căn là phần nhiều điều khổ hơn vui, đúng không? A Di Đà Phật. Bây giờ mình được gặp Phật pháp là quý rồi, nên đời này mình phải về cực lạc. A Di Đà Phật. Về cực lạc mới giúp được ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, con cháu của mình nghe cụ. A Di Đà Phật. Nó nên phải quyết chí niệm Phật giảng sanh. A Di Đà Phật. Nó nên bây giờ ở đây được lo hết rồi. Không cần bận tâm gì hết trơn á. A Di Đà Phật. Chỉ có mục tiêu niệm Phật để giảng sanh thôi nghe cụ. A Di Đà Phật. Rồi niệm vậy câu Phật hiệu kết duyên thế coi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi nở nụ cười kết duyên chúng sanh coi. Rồi cười cái nữa coi. Nó nên nó biết rằng cái tuổi già mà gặp được Phật pháp là quý lắm, nó thật. Cái này là cái hậu cuối đời thù thắng.
Nếu như cả đời của người ta giàu sang phú quý mà cái hậu cuối đời mà không gặp Phật pháp, thua. Cái kết luận cuộc đời của người là chúng ta phải giải thoát. Nếu như cả đời mà giàu sang mà cuối cuộc đời á mà chúng ta đi đọa tam độ ác đạo vậy thì cái hậu này thua. Có những người cả đời họ giống như giàu sang phú quý, nhưng khi họ yếu, họ gần chết thì người ta khóc lóc la lối, kêu gào, nắm tay nắm chân lôi kéo. Rồi khi họ mắc xong, con cháu của họ sát sanh hại vật để mà cúng kiến họ thì thôi chịu thua. Giống như kẻ té giếng mà mình thương mà nói lấy đá liền theo, thua rồi. Ha. Nên là các cụ tuổi già biết niệm Phật, khắp nơi nơi mà biết niệm Phật tu hành, đây là quý dữ lắm. Thôi bây giờ chúng ta đồng niệm Phật, vừa niệm Phật vừa vỗ tay kết duyên này các cụ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Giờ chúng ta chào phàm Phật tử đi các cụ. Hẹn gặp ở Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đúng rồi. A Di Đà Phật. Rồi hẹn gặp ở Cực Lạc nha, chúc vị an lạc vui vẻ nha. Rồi đó rồi. À, cụ nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? Con năm nay 74. 74. Vâng, à 74 mà tưởng nó 54 không chà. A Di Đà Phật. Trẻ quá phải không? A Di Đà Phật. Bây giờ bà cụ vô đây niệm Phật, mục tiêu mình đi về đâu? Con đi mục tiêu đi về Tây Phương Cực Lạc. Quyết tâm phải không? Vâng ạ. À, vâng. Về Cực Lạc mới hết khổ nghe. Vâng ạ. Thấy không? À, đi đã. Thấy bây giờ mình 74 tuổi chứ cuộc đời mình nói để lên bằng căn mà khổ và vui là khổ nhiều hơn vui đúng không? Dạ. Phần nhiều là như vậy, vì bây giờ về Cực Lạc là không còn khổ. À, đi đã. Mà không già, không bệnh, không chết nữa. Dạ. Nha. Vâng. Nên từ nơi đó phải về Cực Lạc mới được. Dạ. Thấy không cụ? Dạ. Nói bây giờ mỗi ngày ở đây cụ tu được 4 thờ không? Dạ có. Lễ Phật hết 4 thờ không? Dạ có. Rồi bấm số được bao nhiêu ngàn câu? Cũng có ngày được 200, 2000 cái ngày hai. 20 ngàn. 20 ngàn. Có những ngày 15 ngàn đúng không? Dạ. À, nên từ nữa đó bà cụ bấm số và bấm sao, bấm cho đại chúng coi coi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi nở đồ cười kết duyên coi. Đấy chưa, đúng không? Cười người, người niệm Phật cười đặc biệt lắm không? Dạ. À, tự nhiên cười kết duyên cái. À, từ nơi đó vậy theo người ta coi vậy là người ta đã cười theo rồi đó. Một nụ cười một 10 thang thuốc bổ. Bây giờ người ta coi công đoạn cụ là người ta cười theo cụ. Dạ. Mà người ta coi công đoạn cụ nên niệm Phật theo cụ. Chúng ta không cần nói cái dòng do nhiều quá. Bây giờ con cháu khắp nơi coi được. Bây giờ ông bà mình biết tu biết niệm Phật, ở trong chùa ăn chay niệm Phật. Vậy thì cuối cuộc đời ông bà mình mắc, mình phải làm duy nguyện này cho đúng chứ. Mình đi vô chùa mình niệm Phật cho ông bà cha mẹ, đó là tu phước duyên. Rồi xong mỗi năm nếu mình có đám giỗ hay bằng từng thì mình cúng chay. Tại vì ông bà cha mẹ ăn chay mà đúng không? Nó rồi đi vô đây thì quý thầy chỉ sao làm đúng vậy. Đó là báo hiếu rồi còn gì. Ở đây ông bà cha mẹ được ở trong chùa bình yên vui vẻ, mình coi cái lương tâm mình thấy vui. Tại vì cái tâm tư của người làm con cháu mà thấy ông bà cha mẹ vui là họ cũng vui luôn. Tại vì mình là cái gốc cụ. Dạ. Thấy không? Dạ. Nó nên các cụ cứ sống tốt, sống vui, sống khỏe. Nha, dù bệnh đau cũng niệm Phật, mà khỏe mạnh cũng niệm Phật. Dạ. Không có buồn giận ai để trong tâm. Dạ. Câu này khuyên cụ mà cũng khuyên khắp nơi nơi các cụ khác luôn. Chứ đừng có ngồi ở đó mà cứ trông chờ con cháu sao mày không đến thăm. Mà sao ẩm cháu đến cho tao nựng này kia rồi thôi. Lúc nào nó ẩm lời ẩm, còn mỗi ngày chúng ta cứ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Được rồi. Vậy là đặc biệt nhất rồi, đúng không? Dạ. Đó. Cụ này hôm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? Thưa thầy, con hôm nay 73 tuổi ạ. 73 tuổi? Vâng. À, 73 tuổi mà mặt gì mịn trơn thì trời. Đặc biệt ghê luôn ha. À, bây giờ cụ vô đây ở tu được mấy năm rồi? Thưa thầy, con trước thì đi cộng tu thôi, bây giờ con mới tháng 4 vào đây rồi ạ. À, vâng. Hình như là ông chú ở đây, chú Chí. Vâng, vâng, vâng ạ. Nên thì quý vị thấy cái phước duyên vô cùng mà vợ chồng lúc còn trẻ sống lo cho gia đình rồi có con cái rồi
lo cho con cái đàng hoàng. Tới tuổi già thì được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Lúc còn trẻ thì tình cảm yêu thương mặn nồng, lúc tuổi già thì cùng có tâm quyết niệm Phật giảng sanh. Ở thế gian này cái tình cảm thương yêu nhiều cỡ nào chăng nữa nhưng mà cuối cùng cũng xa nhau và khổ. Bữa đó những đứa coi công đoạn, trời ơi, cái ông đó, bà vợ chết, mà mấy đứa con chứ không biết tu, nó quay phim. Bà vợ bà chết, bà nằm bà chết Covid. Ông chồng, ông lợ, ông nựng nịu: bà ơi bà, sao bà bỏ tôi đi, bà ơi bà. Bà ơi, ngày xưa còn trẻ tôi với bà ở bên nhau, bây giờ bà nỡ lòng nào bỏ tôi đi sớm vậy bà ơi bà, sao bà nỡ lòng với bà ơi bà. Trời ơi, ông làm kinh khủng lắm, mà nó cầm máy viên nó quay lại nghe, đưa lên mạng á, cái Facebook á. Trời ơi, bà nằm bà chết mà mặt sao lẹ anh lết. Ông làm à, kinh khủng á. Trời thảm thương gì đâu ấy. Còn bây giờ người ta, vợ chồng người ta tuổi già vô chùa tu luôn. Mà trong đây nhiều cặp tuổi già đó, nên coi công đoạn này, nhiều cặp già mà còn khỏe đi tới lui đều được, nắm tay nhau dẫn vô đây bình yên, không cần lo nghĩ gì, có một hoàn cảnh rộng rãi vô cùng để ở bên nhau. Mỗi ngày lên chánh điện tu, lâu lâu đi ngang gặp nhau, chào nhau: chào ông, chào bà, cố gắng niệm Phật về Cực Lạc nha, đúng không? Tự nhiên nói chuyện vài câu đúng không cụ? Vâng ạ. Nó bây giờ con cái mà nó gặp cụ là nó yên tâm lắm á, thấy không? Tại vì hai ông bà trong chùa tu chứ ơi. Vâng. Nó giờ con cháu ở nhà nhìn gì mai mốt rồi sau này mà lớn tuổi cái tự nhiên học theo ông bà cha mẹ. Vâng ạ. Đó là tấm gương á em. Tấm gương ông bà cha mẹ tu á là có cái đức để lại cho con cháu. Vâng. Bây giờ cụ quyết tâm niệm Phật đi về đâu? Vâng, thưa thầy, con quyết tâm niệm Phật để cuối đời mãn báo thân này con được về Tây Phương Cực Lạc. Quyết tâm đúng không? Vâng, quyết tâm. À, quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. À, vâng, đúng rồi. Quyết tâm. Bây giờ là quyết định đời này phải về Tây Phương. Đời này phải về Cực Lạc. Vâng. Không còn nghĩ đến con cháu nặng nề đúng không? Không ạ, vâng. Buông xuống vạn duyên. Buông thuốc rồi. Về Cực Lạc. Con không nghĩ gì nữa. À, vậy con cháu bé nhất cũng không nhớ, cũng thương như ngày xưa. Đúng à, rồi. Con cháu bé nhất con thương ngày xưa. Không thương như ngày xưa. Ngày xưa xa thì nhớ nó kia, bây giờ con biết rồi. Rồi. Vì đến thế thôi. Thế thôi. Có gì đâu mà thật. Tình nghĩa đâu ta, chỉ thế thôi. Nếu con niệm Phật giảng sanh thì thế thôi. Cái gì là thật đâu, đúng không? Nên phải giảng sanh thì Cực Lạc mới thật. Giảng sanh gì thì thế giới Cực Lạc, chúng ta thường nguyện trở lại độ họ mà chúng ta không bị thối chuyển. Nếu bây giờ chúng ta thương họ mà không tu, cái gì thì muốn hơi thở thở ra không hít vào thì chúng ta đọa tam đồ rồi. Còn gì là tình thương nữa? Cái tình thương trong Phật Pháp là tình thương trí tuệ. Còn tình thương thế gian là tình thương mù quáng. Vì chết xong mỗi người một con đường, không ai biết ao nữa là mù quáng chứ gì, đúng không cô? Nó từ nơi đó mà cái đặc biệt của người tu. Quý vị thấy những đức tự tại không? Bà thấy những đức ở đây lo cho chúng đông vậy, mà bà cụ thấy những đức vui không? Vui ạ, thầy vui lúc nào cũng vui. Lúc nào cũng vui. Cái miệng rộng mà lúc nào cũng vậy thôi đúng không? Ồ, ngày xưa mà chưa đi tu á, ồ, điệu đàn dữ lắm. Mặt thì xấu nhưng mà thấy người ta hớt tóc mà kiểu dảnh lên á. Từ nơi đó mà cũng điệu đàn lắm mà mặt buồn ngày lắm xưa, cụ ơi. Ngày xưa chưa biết Phật Pháp thì con cũng vất vả cũng khổ, xong rồi cứ bảo không biết đi chùa này làm gì, ở ngoài Bắc thì chả ai dạy, chả ai bảo, thấy người ta đi lễ lại thôi mình đi vậy, chả hiểu, cứ thắc mắc trong tâm. Thế khi con vào đây con gặp được Phật Pháp thì con thấy mừng ơi là mừng, cứ như là nắng hạn gặp trời mưa. Oh, rồi con à, anh bảo con mừng lắm ấy. À, mừng lắm luôn đúng không? Vâng. Bây giờ vô đây nhà Đức hướng dẫn mà cụ thấy dễ hiểu không? Vâng ạ, dễ hiểu ạ. Vâng. Chỉ cũng dễ, mà tu cũng dễ, hành cũng dễ đúng không? Vâng, vâng. Vì vậy mà không giảng sanh là thua. Vâng, không? Vâng. Phải quyết tâm giảng sanh nghe. Vâng ạ, quyết tâm đời này. Rồi, phải về Cực Lạc. Vâng. Chứ đừng mà để cho lỡ một đời nhé. Vâng. Nên cụ niệm vậy, con Phật hiệu kết duyên chúng sanh coi. Bấm số niệm Phật đây. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi, cười cái gì với con cháu này? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không? Rồi, chúc bà cụ khỏe vui rồi cố gắng đời này phải về Cực Lạc nha. Vâng, A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Rồi, ngồi đây đi. À, cụ nay nhiêu tuổi cụ?
Năm nay con 78 mà thầy. 78? Dạ. Mấy bà cụ trong chùa mà sao tuổi gì mà lớn lớn mà sao trẻ quá ta. Cái này nói thật á. Bà cụ nào cũng rất là trẻ nha. Không ai ngờ 78 luôn á. Tưởng đâu chừng 57, 58 à. Nói thiệt, cái này là nói thiệt, quá trẻ. Như bà cụ này vậy nè, tóc đen thui à. Nè bà cụ này nè, tóc đen thui luôn quý vị. Mấy bà cụ này đâu có tóc bạc đâu, đen thui à. Có bà cụ này thì bạc không có cọng nào đen. Mặt cũng chưa cũng trẻ luôn nữa. Đúng là cái người niệm Phật lạ ghê á. Nghĩa nó không có lừng chừng, một là đen đen hết, còn hai là bạc bạc hết à. Nên bà cụ bây giờ quyết tâm ở đây niệm Phật là dạ. Là muốn đi về đâu? Dạ con muốn về Cực Lạc cái thầy. Mục tiêu chính luôn. Dạ, về Cực Lạc. Dạ. Mỗi ngày bà cụ có lên chánh điện tu được 4 thời không? Dạ, tu 4 thời tới thời từ ngày con vô tới đây ở đây 2 năm là không bỏ ngày nào. Mà lễ Phật đúng 4 thời luôn. Dạ. Ồ thấy càng niệm Phật càng vui. Dạ con càng niệm Phật con càng vui nhiều thầy, con mơ trí huệ con nữa được cái thời. Hồi xưa là con không biết một cái gì cả trời thầy. Gì? À. Không biết một cái gì mà bây giờ thông minh trí tuệ luôn. Dạ dù thông minh trí tuệ lá con thật đó thầy, con hiểu biết nhiều thứ đúng không? Dạ tự nhiên biết à. Kinh kệ con không có chữ thầy mà con biết hết, bây giờ kinh gì con còn biết hết á. Trời đúng là phát sinh trí tuệ. Bây giờ hòa thượng Đinh Đinh Không này nói một câu đó nghe, một câu Phật hiệu mở rộng ra là 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cô động lại một câu A Di Đà Phật. Nếu mà chăng thật niệm Phật thì trí tuệ phát sinh. Thì bị nghĩ như Đức đi học cái gì đó, nhưng nói thao thao bất tuyệt, nói như sáo sáo mà lục lử luôn, nói quá trời luôn, thấy không? Nó nên mấy bà cụ này mà trẻ mà vui là do cái gì? Mỗi ngày bà niệm Phật, bà lấy Phật trong máu của bà A Di Đà Phật luôn. Dạ, tế bào là A Di Đà Phật luôn, dạ, thấy không? Dạ. Nên con, gương mặt này quý vị coi nè, khi con lấy Phật là con dùng Đức Phật. Đúng con rồi. Lạy Phật là con dùng Đức Phật. Đúng rồi đó. Con nói thật cái thầy. Con nào con mới vô con xấu xí lắm mà thầy, đen điêu lắm con khô á. Giờ vô đây ai cũng khen là bà già mà phát tướng, con nói con niệm A Di Đà Phật. Nhờ niệm Phật. Dạ A Di Đà Phật. Con cũng nghĩ vậy á thầy. À, nhờ thêm mà Phật mà da như này. Dạ. Ôi, dạ dạ thật cả thầy. Đẹp mà. Dạ. Công nhận 100% đẹp. 78 tuổi. Thật sự mà nói tưởng đâu 58. Không thật luôn. Con khổ lắm thầy, con tới 10 đứa con lần thầy. Ông ngoài đời phải không? Dạ. Mà bây giờ còn khổ nữa không? Dạ hết. Vô đời tới giờ con hết rồi đó. Bây giờ con hết khổ. Con có thằng 10 đứa con luôn. Con có thằng Trí ra là con khổ thằng đấy. Dạ con 10 đứa con hết thầy. Mà bây giờ bà phải nhìn thấu buông xuống. Dạ con buông hết bà thầy. Bà buông xuống thì con cháu bà tốt nghe. Con buông hết trời thầy. Trời ơi 10 đứa con không đơn giản đúng không? Con buông hết thầy. Con không có cái gì con nặng nề nữa thầy mà. 10 đứa con đẻ 10 lần. Mang bầu 10 lần. Một lần mang bầu là 9 tháng 10 ngày. Một chục lần. Ôi. Bà ai cũng nói sao bà 10 quá trời thời gian rồi. Đẻ như vậy mà vẫn trẻ. Tôi vô đây là con vô đây con niệm Phật con nghe trẻ thầy mà con mớ đầu ép trí tuệ con ra nữa. Thế hồi con thấy thầy con sợ lắm thầy, con mới đi vô đây là con thấy thầy là không có gì phải sợ. Những đức hiền đánh dễ thương nhất ở trong chùa. Bây giờ là con không có sợ nữa thầy. Dễ thương lắm phải không? Dạ. Ai cũng thương những đức ấy. Hầu mới vô là con sợ lắm thầy ơi. Hiền lắm. Không có đi đâu ấy thầy, thấy nhát lắm, không có thấy ai là con tránh. Mà ngộ lắm. Giờ là không. Đúng là cái công đức niệm Phật hay ấy vì. Tại vì trong câu ai là Phật nó có cái hạnh vô ý thí. Nên cái người nhút nhát niệm Phật giết nó tự nhiên mạnh mẽ. Cái người sợ ma niệm Phật giết không sợ ma. Tại vì cái tâm mình nó tỉnh, cái tâm mình nó vui. Mình nghĩ rằng mình có làm gì ác đâu mà mình sợ. Từ nơi đó nó hiền và nó tự nhiên nó bình tĩnh cái tâm. Phát sinh trí tuệ rõ ràng mấy cụ này không? Bảy mấy đúng không cụ? 73, 78 thì coi đó. Đặc biệt chưa? Rõ ràng niềm an vui của người niệm Phật nên tất cả các cụ già khắp nên cứ niệm Phật đi. Cứ ngồi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm Phật vậy đó. Vậy thôi mà kết quả lớn, thấy không? Bây giờ bà cụ niệm vậy có Phật hiệu kết duyên chúng sanh ngay. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi cười kết duyên nè. Cười lớn lên. Cười lớn lên, cười cười cười. Không, từ nơi đó vậy đó. Thật sự mà nói trong tâm nó cười sẵn mà chỉ là nó cười là cười liền. Chứ bây giờ mà con người mà tâm trạng nó không có nụ cười thì cứ cười cười không nổi. Như người ngoài thế gian thì họ gặp nhau họ chào nhau. Vừa gặp nhau chào mình. Chào chị. Giống như hoa nở dội tàn vậy đó. Còn cái người ở trong chùa thì họ cười nè.
Thế cho nó cười nó kéo mà. Khi nó ngưng nụ cười lại rồi mà nó vẫn còn dính luôn vậy đó. Còn những người thế gian là tâm trạng họ khổ quá, nhiều quá, nên khi họ gặp mình họ xả dao, gặp mình cái là vậy thôi, cái thôi chứ không có nụ cười. Nên quý vị thấy không, nên cha mẹ biết Phật pháp, đem Phật pháp giới thiệu cho cha mẹ, đó là đại phước báo đại nhân duyên, thù thắng vô cùng. Nên tại sao mà những đức thương các cụ già, vì cả đời các cụ già khổ rồi, bây giờ mình tạo điều kiện cho các cụ có được niềm vui khi cuối đời để niệm Phật giảng sanh. Nên bà cụ phải cố gắng giữ cái nguyện mình là đời này có gì cực lạc, nghe không? Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta cùng niệm Phật để mà vừa vỗ tay kết duyên chúng sanh nè. Niệm Phật này các cụ. A Di Đà Phật. 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 Chúng ta quyết định giảng sanh. Quyết định giảng sanh. Quyết định giảng sanh. Đúng rồi, chào hàng Phật tử nha. Chúc quý an lạc nha. Gửi lời thăm gia đình tất cả các cụ nha. Con cháu vui vẻ an lạc nha. Rồi, ai vậy là vợ.